Hoài Vũ sẽ song ca cùng với Đinh Tuấn Khanh trong một tiết mục rất hay, rất đặc biệt. Em đến với vòng này rồi thì có vẻ như là kết quả nó không còn quan trọng nữa. Nếu mà được thì ok hơn. Nhưng mà việc được đứng trên sân khấu và song ca cùng với anh Tuấn Khanh, đó là một ước mơ. Và ngay bây giờ hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón phần trình diễn của Hoài Vũ và Tuấn Khanh, một ca khúc nổi tiếng tuyệt vời của Microwave, Tim Lai. Chẳng muốn tìm ra, đôi mắt luôn tìm, tìm về. Người nhếch môi cười, người giữ hụt hẫng, người khóc trong lòng. Thế rồi lên ở sân khấu này thật sự rất là bùng nổ và mạnh mẽ. Nhưng mà tôi hơi lo, thật sự là trong lòng Duy vẫn lo nha. Vũ thì nghĩ gì về cái phần biểu diễn vừa rồi? Không biết là mấy cái màn giật vũ của em có ảnh hưởng không? Tại em sợ máy nó không có tận hưởng những giây phút đó. Không, anh thấy là em rất là có sự tính toán nha. Tại vì cái màn mà giật tóc, cái màn không có tính điểm. À vậy hả anh? Hòa ca của nhau cho nên là không có tính điểm, chỉ tính điểm ấy lúc mà em bắt đầu cất giọng hát. Các bạn chơi phía dưới thì sao ạ? Không biết là mọi người có cảm thấy sướng với cái phần trình diễn vừa rồi không ạ? Tất cả mọi người đều muốn đứng lên và muốn hát theo bài hát này, thật sự là quá cháy luôn, xuất sắc. Và bây giờ sẽ là kết quả từ chúng tôi. Sao em muốn dẫn không? Ok thưa quý vị, không để quý vị phải chờ lâu, và ngay bây giờ sẽ là kết quả chúng tôi sẽ công bố. Wow, vô vai liền. Ladies and gentlemen, this is Rich Sao. Everybody make some noise! Đó là tinh thần mà chúng tôi muốn thấy. Số điểm mà bạn đã mang về sau bài hát Tìm Lại vừa rồi, trên 80 điểm bạn sẽ có thêm 10 triệu đồng nữa. Và tôi thấy bạn đã mang về số điểm 82 điểm. Chúc mừng! Chúc mừng em! Rất là đã, rất là sướng luôn. Vì vừa giành được giải thưởng mà vừa được song ca với thần tượng của mình ngay từ lúc nhỏ, đó là Tuấn Khanh. Rất đã. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Cùng Hát Lên Nào ngày hôm nay. Và với 82 điểm, bạn đã tiếp tục mang về thêm 10 triệu đồng. Những bước đầu tiên của sự nghiệp ca hát nhạc rock của em,
cũng đã được đền đáp. Và em đặc biệt là cảm ơn anh Tuấn Khanh cùng với ban nhạc Maraway đã sáng tác ra một ca khúc, đã tạo nên cho em một dấu ấn, một kỷ niệm của tuổi trẻ và kể cả tuổi đã lớn chút xíu. Và em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn khán giả đã ủng hộ cho ca khúc vừa rồi của Hoài Vũ và anh Tuấn Khanh. Yeah. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả những người chơi, cảm ơn Tuấn Khanh đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Quý vị ơi, đừng quên ủng hộ và theo dõi chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và bây giờ một lần nữa hãy cùng hát lại ca khúc Tìm Lại của Microwave được không ạ? Yeah. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.